Ngày thứ 789, chiến sự Nga-Ukraine tiếp tục sụp sôi. Hamas gầm hết sang phẳng trận địa phòng không Nga, niềm tự hào của ông Putin nổ tung như quả cầu lửa. Chưa có tiền lệ, Mỹ đưa vũ khí hạt nhân đến sát vách biên giới Nga, khiến Điện Kremlin không thể ngồi yên. Cùng lúc đó, Tổng thống Biden xác nhận sẽ chuyển giao tên lửa Atacms mạnh nhất cho Ukraine NATO tự tin Ukraine sẽ thắng thế trước Nga khi vũ khí ồ ạt à đổ về chiến trường Anh cam kết cấp cho Ukraine gói viện trợ lớn nhất từ trước đến nay thì ý mến chào quý khán giả đang xem tin tức trên kênh HTD News. Kính thưa quý vị, lực lượng phòng thủ Ukraine đã phá hủy bệ phóng của hệ thống phòng không bất của Nga trên một trong các khu vực phía trước. Một đoạn video về cuộc tấn công thành công đã được kênh Telegram Division Tvas đăng tải. Hệ thống tên lửa phòng không tự hành bị trúng tên lửa có độ chính xác cao của Khai ma MLRS của Mỹ. Đoạn phim cho thấy sau khi bị trúng đạn, tên lửa phòng không Bắc đã phát nổ và bốc cháy dữ dội, tỏa ra ngọn lửa lớn và khó đặc. Thưa quý vị, trận đánh được ghi lại bởi một máy bay không người lái của Ukraine, camera của nó đã ghi lại cuộc tấn công thành công của lực lượng phòng vệ. Đánh giá qua đoạn phim, hệ thống phòng không bớt của Nga đã bị hư hại đáng kể, dẫn đến việc nó bị phá hủy. Gần đây, lực lượng phòng vệ Ukraine đã tăng cường số lượng các cuộc tấn công vào hệ thống phòng không của Nga theo nhiều hướng khác nhau. Điều này đã được chứng minh bằng các video do quân đội công bố. Đặc biệt là hệ thống pháo tự hành 9A317 của tổ hợp Bớt M2 thuộc một trong các đơn vị thuộc Quân đoàn Vũ trang Tổng hợp số 58 của Liên bang Nga đã bị phá hủy bởi hỏa lực từ một máy bay không người lái tấn công. Điều này xảy ra ở khu vực lân cận làng Robotin trên lãnh thổ bị chiếm đóng tạm thời của vùng Zabrychia. Ngoài ra, hệ thống tên lửa phóng loạt HIMARS đã phá hủy hệ thống phòng không bớt của đối phương ở khu vực Donetsk. Ngoài ra, cơ quan an ninh Ukraine đã sử dụng thành công loại máy bay không người lái có khả năng tự động khóa mục tiêu để chống lại hệ thống phòng không của quân chiếm đóng những người điều khiển đã tìm thấy cách tấn công các bệ phóng tên lửa phòng không bớt và thua bằng máy bay không người lái tấn công. Chưa có tiền lệ, Mỹ đưa vũ khí hạt nhân đến sát vách biên giới Nga, khiến điện Kremlin không thể ngồi yên. Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda cho biết, nước này sẵn sàng cho phép Mỹ triển khai vũ khí hạt nhân trên lãnh thổ trong bối cảnh quan hệ Nga-Ba Lan căng thẳng. Tổng thống Andrzej Duda vào ngày 22 tháng 4 xác nhận trong cuộc trả lời phỏng vấn Nhật Báo Phát rằng, thời gian gần đây, chủ đề cho phép Mỹ triển khai vũ khí hạt nhân đã được thảo luận trong các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Ba Lan. Mỹ triển khai vũ khí hạt nhân tại 5 quốc gia thành viên NATO, bao gồm Mỹ, Đức, Italy, Hà Lan và Thổ Nhĩ Kỳ. Nhà lãnh đạo Ba Lan cho biết, Tôi đã nói về điều đó vài lần và tôi phải thừa nhận rằng khi lên tiếng về điều này, chúng tôi đồng thời tuyên bố đã sẵn sàng. Ông nói thêm, nếu các nước đồng minh quyết định triển khai kế hoạch chia sẻ vũ khí hạt nhân trên lãnh thổ của chúng tôi nhằm tăng cường an ninh cho sườn phía đông của NATO thì chúng tôi đã sẵn sàng cho ý tưởng đó. Ông Duda nhắc lại, với tư cách là một quốc gia thành viên NATO, Ba Lan có một số nghĩa vụ nhất định. Về phương diện này, chúng tôi đang chỉ đơn giản là thực hiện một số chính sách chung. Theo ông Duda, sở dĩ Ba Lan khẳng định lập trường theo tuyên bố trên do Nga đang ngày càng quân sự hóa vùng đất Kaliningrad giáp Ba Lan và Litva. Ông nhấn mạnh thêm việc Moscow đã triển khai vũ khí hạt nhân ở Belarus. Tổng thống Nga Vladimir Putin đã công bố quyết định triển khai vũ khí hạt nhân ở Belarus, quốc gia láng giềng và cũng là đồng minh chủ chốt của Moscow vào năm ngoái. Thời điểm đó, chủ nhân Điện Kremlin nói rằng việc Anh quyết định cung cấp đạn uranium nghèo cho Ukraine chính là nguyên nhân buộc Moscow phải làm điều này. Ông Putin cũng chỉ ra rằng tờ Bạch Ốc đã đặt vũ khí hạt nhân ở châu Âu trong nhiều thập niên. ngoài trưởng Nga Sergei Lavrov hồi tháng 1 cho biết Moscow xem kho hạt nhân của Mỹ, Anh và Pháp là những vũ khí hạt nhân duy nhất nhằm vào Liên bang Nga do NATO đã tuyên bố Nga là mối đe dọa chính. Ông Lavrov tiết lộ thêm rằng Moscow đã liệu trước kịch bản này trong chính sách hạt nhân. Điện Kremlin đã nhiều lần tuyên bố chiến tranh hạt nhân là điều không bao giờ được phép xảy ra, đồng thời khẳng định Moscow chưa bao giờ sử dụng kho vũ khí nguyên tử với mục đích đe dọa. Tổng thống Biden xác nhận sẽ chuyển giao tên lửa Atrium mạnh nhất cho Ukraine. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Tổng thống Mỹ Joe Biden đã thống nhất về việc cung cấp ATMs cho Ukraine. Theo ông Zelensky, vấn đề bảo vệ Ukraine khỏi các cuộc tấn công của Nga đã được thảo luận với ông Biden, đặc biệt là nguồn cung cấp hệ thống phòng không Patriot cho lực lượng phòng vệ Kharkov. Ông lưu ý rằng Ukraine đang hợp tác với các đối tác của mình để tăng cường bảo vệ chống lại chủ nghĩa khủng bố từ Nga. Ông Zelensky cho biết, hôm nay vấn đề cung cấp tên lửa ATMs cho Ukraine đã được giải quyết. Ông Zelensky nói: "Kết quả của ngày hôm nay là tất cả các điểm đã được đưa ra trong những thỏa thuận về ATACMS dành cho Ukraine. Cảm ơn ngài Tổng thống, cảm ơn Quốc hội, cảm ơn nước Mỹ." Thưa quý vị, như đã đưa tin lần đầu tiên Ukraine yêu cầu chuyển giao tên lửa ATACMS tầm xa từ Mỹ vào năm 2023, Ngay trong tháng 10 năm ngoái, lực lượng vũ trang Ukraine đã tiến hành một cuộc tấn công tên lửa vào các sân bay ở Berdian và Luhansk. Và thời điểm đó, Nga phàn nàn rằng tên lửa Atak MS được sử dụng cho mục đích này. Sau đó, tờ Bạch Ốc xác nhận việc chuyển tên lửa sang Ukraine, nhưng có tầm bắn dưới 165 km. Cần lưu ý rằng Atak MS cũng được đề cập trong văn bản sáng kiến hỗ trợ tài chính cho Ukraine từ Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson. NATO tự tin Ukraine sẽ thắng thế trước Nga khi vũ khí ồ ạt đổ về chiến trường. Một quan chức hàng đầu của NATO tuyên bố Ukraine sẽ thắng thế trong cuộc chiến chống lại Nga và khẳng định họ là một quốc gia độc lập, có chủ quyền, nhờ khoản viện trợ mới trị giá hơn 60 tỷ USD mà Hạ viện Mỹ vừa thông qua cho Kiev. Phó Tổng Thư ký NATO Mercy nhấn mạnh một cuộc phỏng vấn tại Washington mới đây rằng chúng tôi rất vui khi thấy sự hỗ trợ dành cho Ukraine đã được phê duyệt, đồng thời kỳ vọng gói viện trợ khủng của Mỹ sẽ giúp Kiev thắng thế trong cuộc chiến với Nga. Tuy nhiên, ông Triona thừa nhận rằng Kiev đang phải đối mặt với những thách thức quân sự đáng kể. Nước này phải đối mặt với sự gia tăng các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Nga nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng và các mục tiêu khác, trong khi thiếu đạn dược và phòng không Ukraine đã buộc phải rút lui khỏi thành phố Avdivka vào đầu năm nay, và Tổng thống Ukraine Zelensky gần đây cho biết Ukraine đang bị Nga áp đảo với tỷ lệ bắn 10 so với 1 về pháo binh. Nga bắn 10 quả đạn pháo, thì Ukraine chỉ có thể bắn một quả. Ông Jelna nói, đây là một thời điểm khó khăn, chúng tôi không né tránh thực tế đó, nhưng chúng tôi biết rằng quân đội Ukraine tiếp tục tỏ ra đáng gồm với sự hỗ trợ mới của Mỹ và kế hoạch của các đồng minh NATO nhằm gửi thêm hệ thống phòng không. Chủ tịch Ủy ban tình báo Thượng viện Mark Warner lưu ý rằng Mỹ có thể sẽ sớm gửi tên lửa tầm xa được gọi là ATACMS tới Ukraine sau khi Thượng viện phê duyệt gói viện trợ 61 tỷ đô la Mỹ cho Ukraine vào thứ Bảy tuần trước. Dự luật được Hạ viện thông qua kêu gọi Tổng thống Joe Biden ký quyết định gửi ATACMS tới Ukraine càng sớm càng tốt nhưng cũng cho phép ông tránh làm như vậy nếu xác định điều đó gây bất lợi cho lợi ích an ninh quốc gia của Mỹ. Trong khi đó, chuyên gia quân sự Whitemar Skip Zag, cựu chỉ huy lục quân Ba Lan Kim, cựu thứ trưởng Bộ Quốc phòng nước này cũng tiết lộ rằng Hạ viện Mỹ đã phê duyệt gói viện trợ mới cho Ukraine và việc cung cấp hỗ trợ mà Washington dành cho Kiev cũng đã được tiến hành. Theo ông Skipsack, những chuyến hàng vũ khí đầu tiên sẽ được gửi đến ukraine sau khi quyết định của hạ viện mỹ bắt đầu chuyên gia này tin rằng mặc dù chưa biết chi tiết về những đợt chuyển giao này nhưng viện trợ đã được chuẩn bị điều này được cho là đang gây ra cả lo ngại và sợ hãi ở nga khi ukraine có thể nhận được nguồn vũ khí quan trọng và làm thay đổi động lực của cuộc chiến ông skipzak cũng đã bình luận rằng gói viện trợ của mỹ mặc dù đã chậm nửa năm nhưng lại đến vào thời điểm quan trọng đối với ukraine theo chuyên gia này gói viện trợ đã cho thấy bước phát triển quan trọng trong cuộc chiến mỹ tái khẳng định vai trò lãnh đạo của mình trong việc điều phối liên minh hỗ trợ ukraine vốn bao gồm nhiều nước cam kết hỗ trợ ukraine phòng thủ chống lại nga thậm chí vị tướng ba lan còn suy đoán rằng những nhu yếu phẩm quan trọng trên chiến trường như là đạn dược có thể đã được chuyển đến lực lượng vũ trang Ukraine. Các thành phần chính có thể bao gồm đạn pháo 155 ly, tên lửa tầm xa và tầm ngắn cho hệ thống HIMARS, cùng với các hệ thống phòng không và đạn dược quan trọng để bảo vệ các mục tiêu quân sự và dân sự ở Ukraine. Trong khi đó, chia sẻ trên X trước đây là Twitter, Tổng thống Zelensky cũng nhấn mạnh, viện trợ nên được chuyển đến tiền tuyến càng sớm càng tốt. Theo nhà lãnh đạo Ukraine, thời gian giữa các quyết định chính trị và việc triển khai nó trên thực tế nên càng ngắn càng tốt để tránh thiệt hại cho Kiev trên chiến trường. Thủ tướng Ukraine Denis Minhan lưu ý rằng sự trợ giúp của Mỹ sẽ cung cấp nguồn lực đáng kể cho chiến thắng và quá trình tái thiết của Ukraine sau chiến thắng ông đã bày tỏ lòng biết ơn gửi tới các thành viên của cả hai đảng Cộng hòa và Dân chủ ở Mỹ đã ủng hộ gói viện trợ khủng cho Kiev. Anh cam kết cấp cho Ukraine gói viện trợ lớn nhất từ trước đến nay. Thủ tướng Anh Rishi Sunak cam kết nước này sẽ cấp cho Ukraine gói viện trợ quân sự lớn nhất từ trước đến nay, trong đó có 400 xe chiến đấu, 4 triệu đạn pháo, Guardian vào ngày 22 tháng 4 đưa tin, Thủ tướng Andrzej Sunak đã cam kết dành gói viện trợ quân sự lớn nhất cho Ukraine để giúp nước này ngăn chặn các cuộc tấn công của Nga trên không, trên bộ và trên biển. Theo đó, Anh dự định cung cấp cho Ukraine 400 xe chiến đấu, 162 phương tiện bọc thép, 1.600 tên lửa tấn công và phòng không và khoảng 4 triệu viên đạn, một số thiết bị khác và khoảng hỗ trợ quân sự trị giá 500 bản Anh. Kế hoạch này sẽ nâng tổng viện trợ của Anh cho Ukraine trong năm tài chính này lên 3 tỷ bảng Anh. Thưa quý vị, khoản viện trợ bổ sung 500 triệu bảng sẽ được sử dụng để cung cấp đạn dược phòng không máy bay không người lái do Anh chế tạo và hỗ trợ kỹ thuật cho tiền tuyến Ukraine. Bộ trưởng Quốc phòng Anh Grant Sharp cho biết, gói viện trợ quân sự kỷ lục này sẽ mang lại cho Ukraine nhiều trang thiết bị cần thiết để đối phó với Nga và khôi phục hòa bình, ổn định ở châu Âu. Ông nói, Chúng tôi sẽ không bao giờ để thế giới quên cuộc chiến sinh tồn mà Ukraine đang tham gia và với sự hỗ trợ lâu dài của chúng tôi, kể từ khi cuộc xâm lược ở Ukraine nổ ra thì Anh đã cam kết hỗ trợ gần 12 tỷ bảng cho Ukraine. Trong đó 7,1 tỷ bảng dành cho hỗ trợ quân sự và phần còn lại là hỗ trợ nhân đạo và kinh tế. Thủ tướng Anh Sunak cảnh báo bảo vệ ukraine trước những tham vọng của nga là điều quan trọng đối với an ninh của chúng tôi và của toàn bộ châu âu nếu nga giành chiến thắng ở ukraine họ sẽ không dừng lại ở biên giới ba lan ông nói thêm ukraine đang tiếp tục chiến đấu họ cần sự hỗ trợ của chúng ta ngay bây giờ gói viện trợ này sẽ giúp bảo đảm ukraine có được những gì họ cần để chiến đấu với nga anh sẽ luôn đóng vai trò đi đầu trong an ninh châu âu bảo vệ lợi ích quốc gia của chúng tôi và sát cánh cùng các đồng minh nato Thủ tướng Sunak sẽ đến thăm Ba Lan vào hôm nay, 23 tháng 4, để thảo luận với Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk và Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg để thảo luận về an ninh châu Âu. Sau đó, ông tiếp tục tới Berlin để gặp Thủ tướng Đức Olaf Scholz. Gói viện trợ mới của Anh dành cho Ukraine được công bố không lâu sau khi Hạ viện Mỹ thông qua gói viện trợ gần 61 tỷ đô la Mỹ cho Kiev sau nửa năm đình trệ và Thượng viện Mỹ sẽ bỏ phiếu vào hôm nay và có thể nhanh chóng được Tổng thống Joe Biden ký thành luật. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói rằng gói viện trợ mới sẽ trao cho Ukraine cơ hội giành chiến thắng trong cuộc chiến chống quân xâm lược Nga. Tin tức vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình của ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị khán thính giả đã quan tâm theo dõi. Xin mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại.